Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến nội dung bài ôn tập 3, Review 3. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại từ vựng nhé. Read a map. Turn left. Go back. Traffic lights. Lost. Turn right. Go straight. Gas station. Brake. Repair. Comfortable. Hard. Soft. Expensive. Cheap. Modern. The future. Travel. The sun. Planets. Rocket. Astronaut. Star. Spaceship. Ok. Bây giờ cô mời các bạn mở sách ra trang 70. The student book, page 70. Part 1. Complete the crossword. Hoàn thành ô chữ. Các bạn quan sát tranh. Mỗi một bức tranh sẽ tương ứng với một dải ô chữ. Các bạn điền những chữ cái còn thiếu vào để hoàn thành ô chữ nha. Bài tập này cô cho các bạn làm trong 30 giây. Now, let's check and correct. Number 1, astronaut. Number 2, heart. Number 3, repair. Number 4, planets. Number 5, star. Number 6, ship. Number 7, modern. And number 8, lost. Excellent. We move to exercise 2. Right. Ở bài tập này các bạn sẽ điền từ vào chỗ trống. Chúng ta có những từ ở bên trên như là straight là thẳng. Right bên phải. Left bên trái. Traffic lights, đèn giao thông. Các bạn nhìn tranh để xem các ký hiệu chỉ đường và để chúng ta điền cho đúng nha. Now, let's read. Yesterday, I was with my dad outside my house. A man asked, "Excuse me, where's the station?" My dad says, "Go straight, then turn right. At the traffic lights, turn left, and it's in front of you." "Thank you," said the man. "You know the city well." "That's because I'm a taxi driver," my dad says. Hôm qua tôi và bố ở trước nhà, thì một người đàn ông đến hỏi thăm đường. "Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà ga ở đâu ạ?" Bố tôi trả lời, "Ông cứ đi thẳng, sau đó rẽ phải. Ở trụ đèn giao thông, ông tiếp tục rẽ trái và nhà ga ở phía trước." "Xin cảm ơn," người đàn ông nói. "Ông thật là biết rõ về thành phố." "Đó là bởi vì tôi là một tài xế taxi," bố tôi trả lời. Now,
We move to exercise 3. Chúng ta qua bài tập 3 nha các bạn. Write why and because. Chúng ta sẽ điền because và why vào chỗ trống. Why có nghĩa là tại sao, chúng ta dùng để hỏi nguyên nhân. Và để trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng why thì chúng ta sẽ dùng because để bắt đầu cho câu trả lời, đó là bởi vì. Now let's read. Why are you smiling? Tại sao bạn cười? Because I'm happy. Bởi vì tôi vui. Why are you so happy? Tại sao bạn vui vậy? Because I won this trophy. Bởi vì tôi đã thắng được chiếc cúp này. Why did you win the trophy? Tại sao bạn đã thắng được chiếc cúp vậy? I won it because I'm the fastest runner at school. Why are you asking so many questions? Tôi thắng nó bởi vì tôi là người chạy nhanh nhất trường. Tại sao bạn có quá nhiều câu hỏi vậy? À, thật là dễ dàng phải không các bạn? Now we move to exercise 4. Chúng ta qua bài tập 4. Trước khi làm bài tập 4, thì cô và các bạn cùng xem lại điểm ngữ pháp. Phép so sánh. Comparative có nghĩa là so sánh hơn. Ở so sánh hơn thì chúng ta đã học rồi. Các bạn nhớ rằng chúng ta có tính từ ngắn được thêm er và cộng với than. Còn tính từ dài thì chúng ta sẽ dùng more hoặc less đặt trước tính từ dài. Và sau đó là than. More có nghĩa là nhiều hơn và less là ít hơn. Superlative là so sánh nhất. Thì ở tính từ ngắn chúng ta sẽ dùng the để đặt trước tính từ ngắn và chúng ta thêm est vào sau tính từ. Còn đối với tính từ dài thì chúng ta sẽ dùng the most có nghĩa là nhiều nhất hoặc là the least có nghĩa là ít nhất để đặt trước tính từ dài. Và bây giờ chúng ta làm bài tập 4 nhé. Read and write T for true or F for phones. Hãy đọc và điền T nếu như câu đúng. Hoặc chúng ta điền F nếu như câu sai. Bây giờ các bạn sẽ quan sát tranh và đọc từng câu nhé. Number 1. The orange flowers are the least beautiful. Những bông hoa màu cam là ít đẹp nhất. Thì chúng ta có chữ the least là ít nhất. Vậy chúng ta quan sát tranh và chúng ta thấy có đúng không nào? À, đúng. Cho nên chúng ta điền T. Number 2. The red flowers are the most expensive. Những bông hoa màu đỏ là đắt tiền nhất. Chính xác. Chúng ta có T. Number 3. The purple flowers are the cheapest. Những bông hoa màu tím là rẻ tiền nhất. Quan sát một lần nữa các bạn thấy có đúng không? Sai, cho nên chúng ta điền F. The purple flowers are more expensive than the yellow and white ones. Những bông hoa màu tím thì đắt tiền hơn những bông hoa màu vàng và màu trắng. À, cũng không đúng luôn. Chúng ta có phones. The yellow and white flowers are less beautiful than the orange ones. Những bông hoa màu vàng và trắng thì ít đẹp hơn là những bông hoa màu cam. À, sai. Chúng ta có phones. Now we move to exercise 5. Will or won't. Will nghĩa là sẽ và won't là sẽ không. Trước khi làm bài tập này thì chúng ta sẽ xem lại phần ngữ pháp. The future with will thì tương lai với will. Đầu tiên chúng ta có ở thể khẳng định
thì chúng ta sẽ có chủ từ đi với will và đi với động từ nguyên mẫu. Thể phủ định, chúng ta có chủ từ đi với will, đi với not và đi với động từ nguyên mẫu. Will not còn được viết tắt là won't. Ở thể nghi vấn thì chúng ta sẽ có will được đặt đầu câu, sau đó đến chủ từ, rồi đến động từ nguyên mẫu. Nếu trả lời yes thì chúng ta có chủ từ cộng với will, và nếu trả lời no thì chúng ta có chủ từ cộng với won't. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc nào. When I grow up, I won't have to go to school every day. Khi trưởng thành, tôi sẽ không đi học mỗi ngày. But I will have to go to work. Nhưng tôi sẽ phải đi làm. I want to be a pilot, so I will have to wear a pilot's uniform. Tôi muốn trở thành một phi công. Vì vậy, tôi sẽ phải mặc đồng phục của phi công. When I'm a pilot, I will travel around the world and I will see lots of places. Khi tôi làm một phi công, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới và tôi sẽ thấy rất nhiều nơi. I once worked in an office, but I will sometimes work at night. Tôi sẽ không làm việc trong văn phòng, nhưng tôi thỉnh thoảng sẽ làm việc vào ban đêm. Now, good. We move to exercise 6. Phonics. Đây là bài tập về ngữ âm. Ở bài học trước thì chúng ta đã học C có hai cách phát âm. Thứ nhất, C được phát âm là K. Ví dụ như cô có car, cake. Ngoài ra, C còn được phát âm là S. Ví dụ như rice, ice. Và tương tự, G cũng có hai cách phát âm. G được phát âm là G, như goat, gate. Và G được phát âm là ch, như là change, stage. Bây giờ chúng ta làm bài, các bạn sẽ điền từ vào đúng những cái cột của nó. C say k. Picnic. Cucumber. C say s. Pencil. Police. G say g. Yogurt. Gloves. And G say ch. Orange. Page. Very good. Finish. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bài tập của bài ôn tập số 3 rồi đúng không các bạn? Bây giờ hãy cùng thư giãn với một bài hát nào. Why are they lost? Why are they standing in the middle of the square? Because they can't find the station that they thought was there. Why are they lost in the middle of the town? Because they're holding their map upside down. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mến chào tất cả các bạn. Goodbye. See you again.